Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Nhã Phương lộ diện trên phim trường sau thông báo mang thai lần 2. Visual ra sao mà khán giả khen hết lời vừa thông báo mang bầu lần hai nhã phương đã trở lại phim trường mới đây nữ diễn viên trịnh thảo đã đăng tải hình ảnh trên phim trường yêu trước ngày cưới hình ảnh lập tức nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả bởi có sự góp mặt của gương mặt quen thuộc nữ diễn viên nhã phương đây là lần đầu tiên khán giả được thấy nhã phương xuất hiện trở lại trên phim trường sau thông báo mang thai lần hai nhã phương xuất hiện trên hậu trường phim cùng trịnh thảo Sáng 21 tháng 4 vừa qua, Nhã Phương đã đăng tải đoạn clip ghi lại phản ứng của Trường Giang khi nhận được món quà là một chiếc que thử thai hai vạch. Đây cũng như một lời thông báo của nữ diễn viên về việc tiếp tục mang bầu tưởng đâu cô sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho việc làm mẹ lần hai. Ai ngờ Nhã Phương lại trở lại phim trường ngay sau thông báo của mình. Nhìn hình ảnh mới nhất của mẹ bầu có thể thấy trong những tháng đầu thai kỳ, Nhã Phương vẫn khá gầy, nhan sắc vẫn xinh đẹp rạng rỡ, trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn. Khán giả cũng dành nhiều lời khen cho ngoại hình của mẹ bầu và mong sớm được thấy cô trên màn ảnh. Gần đây trên trang cá nhân, Nhã Phương cũng tiết lộ phải đến tháng 5 mới hoàn thành lịch trình quay phim. Kể từ sau khi kết hôn, Nhã Phương đóng phim ít hơn. Gần đây nhất, cô xuất hiện với vai diễn được đánh giá là mang đến sự thăng hạng diễn xuất ở phim truyền hình đền đám Cây Táo Nở Hoa. Về yêu trước ngày cưới, đây là bộ phim quy tụ rất nhiều gương mặt đền đám khu vực phía Nam. Bên cạnh Nhã Phương, Trịnh Thảo, phim còn có sự góp mặt của Song Luân, Hữu Vi, Sĩ Thanh, Minh Trang, nghệ sĩ Mỹ Duyên. Hiện phim chưa ấn định ngày phát hành nhã phương lúc mang bầu lần hai ngoại hình tròn trị rõ có một chi tiết gây chú ý khi cùng trường giang đi mỹ trong những lần xuất hiện vào gần đây nhã phương lộ rõ dấu hiệu của phụ nữ đang có tin vui cách đây ít ngày nhã phương không diện những đồ bó sát để khoe dáng như trước kia mà mặc áo thun rộng trang điểm nhẹ nhàng cùng chồng dự sinh nhật của hoa hậu đoàn thiên ân không chỉ thế vợ trường giang cũng có hành động giống với nhiều mẹ bầu là chọn gốc chụp ở phía sau để giấu vóc dáng hiện tại từ giữa tháng 3 2023, Nhã Phương đã ưu tiên diện đồ rộng nhưng vẫn lộ vòng hai lùm xùm trong những lần lộ diện. Gần một tháng trước, Nhã Phương cùng con gái đã thắp tùng trường gian đi diễn ở Mỹ. Trong chuyến đi này, nữ diễn viên chỉ giữ vai trò phó nháy cho chồng và con gái, chứ bản thân cô ít lộ diện. Trong loạt ảnh đời thường do ca sĩ Hồng Ngọc chia sẻ, Nhã Phương cũng tiếp tục đứng ở phía sau để phân tán sự chú ý trong những tháng đầu thai kỳ. Trong vài clip do khán giả quay lại, Nhã Phương đã diện áo rộng nhưng vẻ ngoài đã tròn trịa thấy rõ. Nữ diễn viên có chi tiết gây chú ý là luôn kéo áo khoác, đứng nép sát vào Trường Giang khi chụp ảnh cùng đồng nghiệp hay khán giả tại Mỹ. Dễ dàng nhận ra dù ngoại hình đã có thay đổi, nhưng Nhã Phương vẫn gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp rạng rỡ. Nhã Phương liên tục có hành động kéo áo khoác che chắn vòng hai khi lộ diện cùng Trường Giang ở Mỹ. Mẹ bầu có thần sắc tươi tắn rạng rỡ và luôn đứng sát chồng khi chụp ảnh. Trong dịp hội ngộ đồng nghiệp ở Mỹ, Nhã Phương cũng xuất hiện ở phía sau để tránh gây sự chú ý. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo